Japan Beat Yandai. Chào các bạn, hôm nay mình ra hái gắt, hái mãng cầu. Mời các bạn cùng xem nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một nút đăng ký ở phía bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Ở đây có trái gắt chín đỏ rực, nhìn mê quá các bạn. Ở trên vàng có một trái chín nữa, được hai trái. Giờ lên hái hai trái đầu mùa. Bên đây có hai trái còn xanh. Một trái chín đỏ rực. Các bạn xem nè, cận cảnh quá đẹp luôn. Giờ hái trái trên cao nữa là xong. Đầu mùa được hai trái chín, còn mấy trái trên vàng còn xanh. Vài bữa nữa hái. Có nhiều trái gắt nó ra nó dướng trên gàn á, giờ mình rỉ cho nó thòng xuống. Hái xong rồi, giờ đi qua hái mãng cầu. Mời các bạn cùng xem với mình nha. Mãng cầu nay mình thấy chín nhiều các bạn. Ồ, ở trên cao có mấy trái chín. Trái này chín rồi, hái một em.
trên hai trái nữa nè các bạn. Rồi, rớt rồi. Trời, hai trái mà cầm cũng không xong. Trái này chín nở gai thiệt đẹp luôn, hái luôn các bạn. Ồ, măng cầu chín quá trời. Trái này nữa nè. Mới hái được nhiêu đây nè các bạn, mình hái mũi cầu chín không à. Ồ, ở đây một trái nữa nè các bạn. Trái này đẹp quá. Trái này chính mà bị dao ăn rồi. Tiếc quá. Rồi chụp không kịp. We'll be right back.
qua hái các bạn. Giờ mình xin phép dừng video tại đây, hẹn các bạn trong video sau ha.